Mới đầu qua anh vô thì con thấy sống miệng. Từ từ cũng mới cảm nhận được đúng không? Hai cái hôn mà xúc xích, y chang xúc xích. À. Tại vì cái này là xúc xích cho nên phải giống xúc xích. À. Còn con ăn, con thấy là cái vị chiên của cô Phương với bên chỗ khu ẩm thực của mình á, của nhà đó thì như thế nào? Ở chín mười vậy con, như chín mười. À. Còn bên này sao con? Dạ. Ngon luôn. Bên này ngon hơn bên nhà. Cái món ăn gì cũng vậy. Nếu mà mình biết chế biến cái mấy món cái đồ chấm, dạ. Quan trọng cái đồ chấm. Dạ. Bất cứ món. Cái đồ này thì cái nào cũng giống cái nào á. Dạ. Quan trọng cái nước chấm. Dạ. Thấy nước chấm ok. Với mình buôn bán mà vui vẻ nó khác nữa, nó thu hút khách con mình. Cái gì vậy? Dạ. Cái gì cũng vậy. Dạ. Em mà vui vẻ không giờ Phương vô trong kẹt trong hốc mình không tìm tới nữa. Dạ. Vậy. Dạ. Dạ. Vui. Thấy nước chấm được. Chấm với cà chua làm ngon mà. Chứ Như Ý ăn thử, con ăn thử như thế nào con Như Ý? Ngon không? Nóng quá hả? Ồ, nóng quá. Ờ, nóng quá. Mới đầu qua ăn vô thì con thấy sống miệng. Từ từ cũng mới cảm nhận được đúng không? Sao con? Hai cái hôn mà xúc xích, y chang xúc xích. À. Tại vì cái này là xúc xích cho nên phải giống xúc xích. À. Thấy không? Thấy còn suy nghĩ ra cái bữa cơm hương là không có bị dầu mỡ nhiều á. À. Còn con ăn, con thấy là cái vị chiên của cô Hương với bên chỗ khu ẩm thực của mình á, của nhà đó thì như thế nào? Ở chín mười vậy con, như chín mười. Cũng ngon, ở bên nhà con là cái gì cũng ngon. À. Còn bên này sao con? Dạ. Ngon luôn. Bên này ngon hơn bên nhà. Đúng rồi. Xin lỗi nha, tại vì ở bên em ngon thiệt. Review rất là trọng tâm nha. Như Ý rất là hài hước và review, cháu review rất là tuyệt vời nha cả nhà. Tương ngon. Cái tương, cái chua. Hả? Không. Hai chị em giống nhau. Dạ. Hai chị em giống nhau luôn. Giờ nói giống nhau là bên đây ngon. Ngon quá nhỉ, con Như Ý hả? Đúng không? Rồi, 150 trái đi. Đi đi. Đi con đi. Như Ý làm. Cảm ơn con. Có sao đâu, có vừa trộn đèn bụng để lấy con đi, lấy vừa trộn đi. Nóng còn nóng quá à. Nóng mà còn. Thấy là Như Ý ăn mà tấm tắc khen ngon đó, gục đầu là biết rồi nha cả nhà. Ồ. Tuyệt vời đó, thiệt. Sáng nay có dơ tóc con xin giới thiệu luôn, ai mà có đi qua các thi nhớ ủng hộ rau câu dừa của con nha. À, Như Ý có bán rau câu dừa hả? Rồi. Nếu như mà con biết hôm nay bà con qua đây á, là con để dành một trái rồi. Bữa nào mà con có qua đây thì con sẽ đem cho cô Thu Phương một trái. Con làm hả? Dạ, mẹ rùa con làm. À. Như Ý nói gì con? Đó, cô Phương à, ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ngon. Rồi cảm giác là từ giống như là con nói lại là giống như là cho chế Phương thấy thử như thế nào con? Là ăn cá vi chiên ở bên con với bên này đó. Là cho chế Phương con. Ngon lắm. Ở bên đây ngon hơn. Ồ.
ôi đó mà còn nghe nói chứ mọi người ơi, những anh chị em nào mà bên quận 7 thì mình có thể ủng hộ bác Hoa, còn những anh chị em nào mình đi ngang quận 5 thì mình ủng hộ em nha. Và đặc biệt qua quận 7 thì nhớ ủng hộ nước với lại rau câu của bé Như Ý với lại anh Hồ nha mọi người. Cá sống thì nhờ nước, còn cô Phương với lại bé Như Ý với lại anh Hồ sống là nhờ tình thương của tất cả mọi người. Cho nên những anh chị em bạn bè nào mình có đi ngang quận 7 đường Trần Xuân Soạn đó thì mình ghé vô quán của anh Hồ nha mọi người, vui vẻ nha, cái gì cái nha mọi người nha. Cả nhà ngon quá con này. Không, nấu nguyên cây ăn luôn con. Nguyên cây ăn. Mỗi đứa ăn một cây đi. Dễ gì mà có khu ẩm thực mà nhỏ nhỏ giống như mà mình mở ở Sài Gòn này bây giờ đất á. Dạ, đúng rồi. Vài trăm tỷ, vài ngàn tỷ, ai mà đi mở mấy nhỏ nhỏ như dạ, thì dạ. Khi cái dự án đó nó không chưa sử dụng đó dạ. Thì mới được mở thôi. Dạ. Chứ Sài Gòn này cũng chưa có mở khu ăn uống nào đâu. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Dạ. Phải đúng ra Sài Gòn mình là phải có cái điểm nào mà chuyên về khu ăn uống, khu ẩm thực. Dạ, khu ẩm thực luôn, dạ. Là ok luôn, dân mình sẽ đến chứ. Biết bao nhiêu người. Thấy anh Hồ mà tạo được điều kiện cho bà con mà buôn bán ở dưới cái khu đất của nhà anh Hồ đó là tuyệt vời anh Hồ đó. Tạo khu ẩm thực. Ở em bản chắc giờ tới Tết xung. Tại vì bây giờ tới Tết có người ta vô, ta coi mặt bằng xong đó rồi, chắc là chuẩn bị người ta làm. Dạ. Xin vô đã làm hỗ trợ đó. Dạ. Hỗ trợ giống như buôn bán các thứ đồ quần áo rồi các thứ này kia đó. Dạ. Là bán nhờ tháng Tết là xin vô một bên. Dạ. Mình mở ra ví dụ bên đây là sắp xếp lại bên đây ăn uống. Ăn uống. Còn bên đây là hỗ trợ để buôn bán đồ đạc này kia khó ta. Dạ. Cái khu đất của nhà anh Hồ rộng quá mà. 4.800. Dạ. 4.800 m² nhà lớn. Ngon hả con? Ngon ha. Cái này là ngon mà ăn no luôn á. No luôn hả? Như Ý là năm nay bao nhiêu tuổi rồi con gái? Năm nay con 9 tuổi rồi. Con này 9 tuổi hả? Như Ý là có người yêu chưa hi? Chưa hả con? Tại vì con còn nhỏ. Con còn đi học. Cắt thi, thấy mẹ cắt thi vui vẻ không Như Ý? Không con. Thấy khùng rồi con. Con thấy là mẹ cắt thi là có điểm gì đẹp và có điểm gì xấu? Không có đẹp. Không có đẹp. Mày chết nữa mày. Chết rồi. Chết rồi. Lời nói con thốt ra là phải cẩn thận với bả nha. Bả coi được một cái là bả sẽ xử con. Ở là có chú nào đang ăn chim không vậy? Không. Sợ bả bên bả con. Sợ bả đấy, sợ bả đấy. Không, Như Ý nói mà Như Ý cũng con. Ở chú nào là rất khéo léo nha cả nhà, Như Ý rất khéo léo nha. Hiền không? Rất dễ thương, con gái rất dễ thương. Sợ chú nào là chim là tôi không cắt người thấy. Ở hai chị em có bé ba, bé hai, bé ba mới có người dự định chờ quân tư chỗ đó tôi bị giống. Dạ. Tôi bị giống. Dạ, chỗ đó bé. Không mà, không phải
đường mở mướn gần siêu thị Lotte á. Dạ. Nếu đường siêu thị Lotte buổi tối người đập luôn nhiều trước cổng siêu thị và bên đường. Dạ. Đó ta mướn cũng giá mềm. 5 triệu, 3 triệu, 5, 10, 5 triệu, 7 triệu lắm. Dạ. Có mặt bằng lớn á. Buổi tối là nó xúc xích phô mai con. Xúc xích phô mai. Đã như ý vừa thì điều sao bán món bye 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 bye